Chị ông đâu 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 nằm đâu, chị bay đi đâu về đâu, chú gà trong mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị đâu. Chị ông đâu 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 đâu, chị bay đi đâu 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 đâu. Vâng, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em một bài rất là hot trên TikTok trong thời gian vừa rồi, đó chính là bài chị ong đâu 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 đâu. Chị ong đâu 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 đâu, chị bay đi đâu về đâu, chú gà trong sang bên phải và chùng đầu gối xuống ở khi đấy chuẩn bị. Khi bắt đầu vào nhạc phát, hai bạn đặt hai tay vào với nhau, ép ngón cái vào với nhau, ra hai bàn tay sang hai bên, tạo thành đôi cánh bay lên. Thì ông đâu 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 đâu, ôm vào ngực, khi vẫn đoạn bắt đầu cù đầu phát, ôm vào ngực, đưa chân trái lên phía trước, mở tay khỏi lồng ngực và đẩy đầu gối sang trái lại. Oh no. Sau đó chúng ta vuốt tay phải, thu chân trái về, sang bên phải. Chị bay đi đâu đấy. 1 2 3 Đưa tay phải lên, đồng thời hạ tay trái xuống và đưa chân phải sang. Làm lại tương tự với bên còn lại. Chị bay đi đâu đặt tay lên trán, ngó về phía bên trái, ngó về phía bên phải. Về đâu. Rồi, tạo hình con gà. Dạ, vẫy, chú gà trông bên gáy. Đặt chân phà trái lên phía trước, đồng thời đặt tay trái lên phía mũi mình, đẩy người để o, chú gà trông bên gáy. Được chưa? Rồi sau đó ôm mặt trời mới dậy, ôm hai tay vào lồng ngực của mình, thu người lại, đưa chân phải lên phía trước, ôm mặt trời mới dậy thì lở người ra, thức giấc. Rồi, và trên những cành hoa chúng ta sẽ đặt tay vào nhau, làm thế múa tay quạt tình hai vòng. Rồi khi đó hết hai vòng cho chụm tay lại, đưa chân trái về phía trước, hướng tay trái lên, lở cái cánh hoa từ trong ra ngoài. 1 2 3 4 Hít hoa phải thơm luôn, thơm quá, vẫy lên bùng. Rồi sau đó chúng ta đi về vị trí thẳng đứng. Và tiếp theo chúng ta sẽ giơ hai tay về phía trước, chúng ta lắm ba ngón tay giữa lại và ngón tay cái và ngón tay út ra sang hai bên, giống hình con ong đấy. Đấy, các em nhìn thấy giống con ong chưa? Đó. Rồi chúng ta lắp 1 2 3 4 tiếp 1 2 3 4. Rồi chúng ta làm động tác vẩy chân phải lên, 1
đồng thời tay kết hợp rung hai bên giống như con máy bay, 1 2 3 4 lặp lại, 3 tả 4 thu tay về, làm ngược tương tự với bên trái, 1 2 3 tả 4, tiếp bước chân phải lên, 5 6 tiếp 7 8 tiếp 1 2 tiếp 3 4, chú gà chống tay gáy nào, 1 2 3 4, ông mặt trời mới dậy, 5 6 7 8, chúng ta tay mở dần theo bước chân, đan hai tay trước mặt và mở dần ra theo bước chân, 1 2 3 4, sau đó chúng ta đưa tay sang bên phải, vẫn tạo thế hình con ong nhá, rồi chúng ta ngả đầu sang bên trái và chúng ta vẫy tay đi, 1 2, đồng thời giẫm chân trái theo tay của mình hất, 1 2 và chúng ta đi một chút, 1 2 đuổi một bên, 3 4 lặp lại, 5 6 tiếp 7 8, rồi cuối cùng chúng ta thu về phía sau, đưa chân trái phía sau, ngồi cho nó bay lên trước là hết bài rồi các em. Yeah, và ngay sau đây thì anh đã kết thúc phần hướng dẫn của mình. Rồi xin chào các em nhé, hẹn gặp lại các em trong bài tập hướng dẫn tiếp theo của anh.